Trước đó vào 17h30 ngày 28 tháng 2, đoạn clip bé gái bò ra ở ngoài ban công tầng thứ 12 rồi bị rơi xuống khiến nhiều người ở tòa nhà đối diện được fan thót tim, hô hoán tìm người cứu. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề lái xe tải đang đỗ dưới sảnh, nghe tiếng cứu của nhiều người hô hoán đã ngó ra xem. Ngẩng lên thấy cháu bé, anh vội lao ra khỏi xe và tìm cách leo sang tòa nhà bên cạnh, rồi trèo lên mái tôn tre của nhà xe. Khi bé gái rơi xuống, anh đã kịp đưa tay ra đỡ để cháu bé không bị rơi xuống đất. May mắn, cháu bé chỉ bị thương và được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, còn anh thì bị bong gân ở tay. Hành động cứu bé gái khỏi bàn tay của tử thần nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, được gọi là siêu anh hùng đời thực, nhận về cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản xã hội, họa sĩ đã vẽ tranh về người anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh. Anh chàng lái xe chẳng khác nào một Superman, đã cứu giúp sinh mạng của một cháu gái bé bỏng, cứu giúp cho một gia đình suýt chút nữa vì bất cẩn mà có thể gây nguy hiểm cho con. Về phần anh Mạnh, trong câu chuyện của mình, anh vẫn luôn nhắc đến việc những người dân ở chung cư chứng kiến sự việc đã ra sức hô hoán, gây sự chú ý với anh và người đi đường. Trong vài phút ngắn ngủi đó, anh đã kịp di chuyển và tìm vị trí điểm rơi của cháu bé, sau đó đỡ lấy cháu. Dư luận bàng hoàng, sau đó thở phào vì em bé được cứu nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến sự chung tay của các cư dân tòa nhà đối diện. Ngay sau khi họ phát hiện sự việc nguy hiểm này, ngay trong đêm, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh và lời kể của anh Mạnh ở thời khắc lao đến ứng cứu cho bé. Lúc đó tôi đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng nghĩ là đứa bé nào không ngoan bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Lúc này tôi ngó đầu ra khỏi xe ô tô, nhìn ngó xung quanh và ngẩng lên cao thì phát hiện một em bé đang trèo ở lan can ra ngoài. Ngay lập tức tôi lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường bò sang tòa nhà bên cạnh. Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2 mét để tìm cách đỡ cháu. Mái tôn là mái tre của một lối dẫn xuống khu vực để xe nên bị nghiêng. Tôi vừa cố trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu. Khi bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không bị rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi. Hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi hoảng sợ vô cùng. Anh Mạnh kể lại sự việc. Lúc sự việc xảy ra tôi không nghĩ gì nhiều. Nhìn thấy bé tôi chỉ nghĩ ngay đến con gái tôi đang ở nhà và vội vã tìm cách cứu bé. Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ. Vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng, tôi mới vơi đi nỗi sợ. Con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy. Anh Mạnh cho biết thêm. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cũng được quay ở vị trí tòa chung cư đối diện, nơi em bé sinh sống. Theo đó, em bé mặc trang phục màu trắng, leo hẳn lên ban công. Sau đó, em rơi xuống khu vực trống bao quanh căn hộ. Những người chứng kiến sự việc quanh chung cư thót tim và đồng thanh hét lớn với hy vọng chủ nhà hay bố mẹ của em bé có thể phát hiện sự việc. Nhưng chỉ vài giây sau đó, em bé bước hụt và rơi từ tầng 12 xuống đất. Kết thúc clip là một tiếng va đập rất lớn và tiếng hét thất thanh của người quay clip.